Di tích Quốc Tổ Lạc Long Quân ở Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Lạc Long Quân, hiệu là Hùng Hiền Vương, di chuyển kinh đô về Nghĩa Lĩnh, rồi lấy nàng Âu Cơ, con gái Đế Lai, chúa Tể Động Lăng Sơn. Âu Cơ có mang 3 năm 3 tháng 10 ngày mới chuyển dạ và sinh ra một cái bọc. Lạc Long Quân vô cùng kinh ngạc, bèn cho quần thần dựng đàn tế cáo trời đất. Trong lúc cử hành lễ bái, thì trời nổi mây ngũ sắc, năm người cao lớn dị thường đầu đội mũ kim quang, mặc áo bào xanh, lưng đeo đai ngọc tuyên bố: Ngọc Hoàng cử chúng ta xuống để thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Hoàng hậu sinh ra một cái bọc, đó là một điều vô cùng tốt đẹp. Trong bọc có 100 trứng, chúng tôi có bổn phận biến ra thành 100 con trai. Những người con này sẽ giúp nhà vua trị dân, giữ nước. Đúng ngày rằm tháng giêng năm sau, mây ngũ sắc lại tái hiện, ngôi nhà rực sáng, bọc trứng nở ra 100 người con trai. Vua bảo Âu Cơ: Ta vốn là con cháu thủy thần. Nàng thuộc loài tiên, nước và lửa khác nhau, không thể kết hợp được lâu dài. Vậy xin chia tay để giữ lấy giống nòi. Nàng nên đem 50 con lên núi, ta đem 50 người con xuống biển, cùng nhau khai mở cơ nghiệp, tạo thế cho con cái và dân chúng lâu dài. Âu Cơ vâng lời, đem 50 người con về đất Phong Châu, phong cho con trưởng nối ngôi vua, quốc hiệu Văn Lang, tụ tập anh tài, xây dựng cơ đồ, truyền ngôi 18 đời, đều gọi là Hùng Vương. Lạc Long Quân cùng 50 người con xuôi đường ra Nam Hải, đến đất Bình Đà bây giờ, cách biển không xa, chuyển cho các con dừng chân, dựng trại, thấy thế đất cao mang giống, rồng trầu hổ phục, bèn chọn làm nơi xây dựng cơ nghiệp, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, lấn biển làm nhà, đuổi thú dữ, khai khẩn đất đai, mở mang bờ cõi. Chẳng bao lâu, cả vùng trời trở nên trù phú, dân khắp nơi đổ về đất Linh bái yết Long Quân, hình thành những làng xóm đầu tiên của vùng châu thổ sông Hồng. Khi ông mất, người dân lập đền thờ, hàng năm tổ chức lễ hội để tưởng nhớ. Đền nội thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân đến nay vẫn giữ được nhiều bảo vật, cổ vật có giá trị, di sản văn hóa đặc sắc và độc đáo, có thể kể tới bức phù điêu giá tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân với nhiều lớp hình ảnh được chạm khắc truyền ngôn, đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Hàng năm được tổ chức trong 3 ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 3 âm lịch, với nhiều nội dung phong phú, xen kẽ các hoạt động văn hóa, các trò chơi dân gian,